đổ thươn thươn là chỗ vụn chỗ võng. Nếu nói đúng là cột này, cột bên ngoài vẫn đổ vào. À quên, cột bên trong vẫn đổ vào. Nếu soi hai cột. Bây giờ hai cột nó phải cân như một cột thẳng. Vì cái cột ngoài nó có thẳng không? Nếu mà soi hai cột là cột này đổ vào. Bằng cái đấy nó chỉ cần lệch một ly tắc nó khác rồi. Không bao giờ nhìn được. Nếu chuẩn nhá, phải chuẩn như vậy chứ. Buộc cả dây. Gọi nó mới là chuẩn. Ở trên 10 phân, dưới 10 phân. Vì cái này mình ốp ở dưới chân cột thì làm sao nó thẳng được. Buộc cả dây là chuẩn nhất. Nhìn hai cột thì bạn nhau cực nhiều luôn. Đây mày đứng đây mày nhìn thêm hai cột bạn nhau nhiều cực luôn. Nhiều. Đừng lấy theo cái livo không chuẩn được đâu. Mày chỉ lệch một tí thì là nó. Bên trên nó lệch đi mấy phân ngay. Mình nhìn nó đâu đã ra. Đây nhìn hai cột lệch nhau nhiều cực luôn. Lệch chân thì phải chỉnh chứ. Chân nhìn thấy bạn hơi nhiều đấy, quá nhiều đấy, không phải ấy đâu, không phải ít đâu. Vậy nó phải lệch 10 phân. Tao bảo tao đứng ở đây nhìn thấy nó lệch ít nhất phải mấy phân vậy. Không phải tại biển đâu. Nó không, một cây thì nằm vào chỗ ai? Lệch nhiều lắm.